xem, đó là Vinh. Và bây giờ mình sẽ làm một cái video để cho mọi người xem đó là cái công ty mình đã gồm có những cái trong cái này, trong đội nhà này. Thảo ra mình hãy giới thiệu cho anh em là xem những cái khu vực phía trước thì thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem toàn bộ tình trạng xuống luôn để chúng ta biết cách tổng quan là có những cái gì hay. Mình xem đây là cửa hàng to là một ha. Okay. Này thì anh em nó quá quen thuộc rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển để giới thiệu cho anh em về khu vực để em xem thế nào. Đó, thì đây là mình xoay vòng vòng để anh em xem hết. Ok, đây là phía bên dưới và mình sẽ đi vào khu vực bên trong. Đây là khu vực bộ phận bán hàng online. Đây. Hôm nay thì thứ bảy, với lại hôm nay có mấy bạn nghỉ nên hơi vắng, như bình thường nó đông lắm. Đây là khu vực gói hàng. Hàng hóa thì như thế này, khá là bề bộn, nói chung là do cái cách làm việc của mỗi người thôi. Miễn sao hiệu quả thôi, mình cũng quan tâm. Rồi. Đó, đây là khi mình nhìn ra phía ngoài. Đó. Đây, nhìn từ ngoài vô, từ trong ra. Thì bây giờ mình sẽ đi lên khu vực phía trên để em cha biết là bên trên này có cái gì. Thì đây mình đi thang bộ ha, công ty mình cũng có thang máy mà không có đi. Đó. Thì có cái đèn tự động, đèn này là mỗi lần đi tới thì nó sẽ tự bật. Ok, đây là khu vực đầu tiên là kho. Kho này thì mình đã giới thiệu cho anh em rồi, có hàng nè, son làm ốc. Đây, các bạn đang làm việc. Đây kho hàng. Đây, đây chơi kho hàng thì có setup luôn cái chỗ để chụp hình. Đó, người thấy thì hình ảnh nó đẹp thì phải có đầu tư chứ không phải tự nhiên nó đẹp được. Đây vừa kho hàng thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua cái phòng phía bên kia. Bên kia là phòng gì? Còn bên đây là phòng của Lamo Studio và Lupe Solution. Đó, phòng quay phim. Khu vực này khu vực mình tiếp khách. Nhưng là thường khách tới đây thì ngồi trên hai cái ghế thành cái môi này. Đây là cái bảng để mình training nhân viên đây. Đây khu vực mà hai quay phim đây. Đó. Đây là khu vực làm việc cho các bạn bên bộ phận marketing của công ty Lupe Solution. Thì ở đây là mỗi bạn một cái bàn. Bạn của mình cũng hay làm việc ở đây. Nói chung là mình làm tùm lum hết. Máy tính. Ở đây thì mình đầu tư khá là bài bản. Đồ mình đầu tư mình mua đồ tốt không à, toàn là đeo không ha. Tại vì bán đồ xịn là phải xài đồ xịn, chứ nó quen rồi. Cái vàng này mới khủng à, vàng này thấy như vậy thôi gần cả trăm triệu. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên cái khu vực phía bên trên. Cái này là công ty Lupe Solution ha, cũng của Thích Làm Mộc luôn. Video này thì mình sẽ quay liên tiếp luôn nha. Cho anh em xem. Đây. Này là mình quay gần buổi chiều tối rồi nên nó tối thui rồi. Bật đèn lên. Ok. Thì đây là cái phòng họp. Phòng này là phòng training and meeting. Thì trong phòng này thì mình chuyên dùng để phỏng vấn và training nội bộ. Đây có một cái bàn này em sửa mình làm ha. Phòng này cũng là phòng brainstorm, khi mà cần brainstorm vấn đề đó thì brainstorm. Đây cái bảng này viết tất cả những cái bảng trong cái phòng này đều có thể viết được hết trừ cái tường. Đây cái bảng này rất là thoáng. Đó. Đây, mình đứng hướng này cho mọi người thấy rõ.
Ngày lúc mình làm đó là mình chú ý là mọi thứ này đều phải viết được. Để anh chị khi mà mình cần viết cái gì thì mình viết lên đây, không có phải suy nghĩ lâu. À, ok. Đây, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em phòng của công ty Target, công ty về công nghệ mà mình đang làm. Đây, đây là một không gian đẹp nhất công ty. Mình ưu tiên cái không gian này cho các bạn làm về sáng tạo, nên mình ưu tiên đây. Đây còn nguyên một cái bàn trống, do chưa có nhân viên vô làm hết thì cái này mốt sẽ full thôi. Đây có hai bạn làm đây, thứ bảy nghỉ, nó làm cho thứ sáu thôi. À, có một cái bàn ở giữa để làm sim quạt. Rồi thì cái bàn ở đây làm việc thì ngồi đó là nhìn xuống dưới đường, rất là, nói chung là rất là thoáng và đẹp ha. Mình lắp cửa kính mà đó, nhìn thẳng qua là trung tâm văn hóa quận 11 luôn đó. Đây đó, cái phòng này thì mọi người thấy thảm mình lót cũng không giống nhau, mỗi cái thảm một cái màu. Thì trong phòng này sẽ có một cái khu vực trống, đó là cái bảng này để các bạn team dev nó làm việc. Mọi người thấy nó ghi những cái này. Tóm lại là mình không có là trong nghề thì mình không biết nó ghi cái gì đâu, toàn mấy thuật toán không. Thì phòng này thì đang thêm người đó, nếu thêm người mình sẽ mua bàn ghế bỏ vô. Tóm lại là giờ thì nó chưa có sử dụng hết công năng, hết thì nó sẽ full thôi. Đây là khu vực phía ngoài, đây là bức tranh mà người ta tặng mình, bạn mình tặng mình. Chỗ này thì mốt mình sẽ lắp thêm để cái bàn uống nước, mình có mua hết rồi nhưng mà để đây không có ai uống hết thôi, không có để. Có cây xanh nữa mà để nó cũng chết nên thôi. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh này ở đây công ty mình hồi xưa nó là cái nhà hàng, nó làm nhà vệ sinh bự lắm, có toilet nam đến thử luôn. À, ở đây nam nữ đều có hết ha. Đây không có ai hết là tắt đèn, tiết kiệm điện. Rồi giờ đi lên phía trên, bên mình đang tuyển người để làm ban đêm và buổi tối. Các bạn nào đam mê về công nghệ hoặc là đang có cái chuyên môn làm công nghệ mà cũng có một cái môi trường mới để phát triển những cái sản phẩm mới, tham gia vào cái dự án startup thì hãy qua mình. Tiếp theo là ở trên đây, đó là cái phòng nghỉ trưa đây. À, phòng nghỉ trưa này thì cho nhân viên khi mà làm việc buổi trưa thì mọi người sẽ có không gian để nghỉ ngơi. Đây cái bàn này làm việc rất là thoải mái luôn, cho các bạn nào muốn ngồi đọc sách thì bạn hãy ngồi đọc sách. Thì ở đây là có sách sẵn, đây là tủ sách chung, đó là sách này của mình đọc sách nhiều không, mình đọc hết rồi mình bỏ đây, nhân viên nào muốn đọc thì mượn về đọc xong nhớ trả, vậy thôi. Mình cũng rất là dễ dàng chuyện đó. Đây là cái giường đó, thì cái này có 4 cái giường, thì cái giường này có thể ngủ được 2 người. Giường này do xưởng thích là mộc làm luôn. Giường này rất là cứng cáp, sẵn mình quảng cáo luôn cái giường của mình. Giường mình làm rất là cứng cáp ha, và làm bằng gỗ thông nha anh em. Đó, rất là kỹ. Thậm chí cái cho mọi người coi cái khung giường này bên mình cũng làm từ gỗ luôn. Gỗ tức là mình không có làm gỗ vụn mà mình cắt ra mình làm luôn. Đó, ở đây mọi thứ đều đẹp. Tủ này cũng là cho các bạn bên xưởng làm, cho các bạn tự sáng tạo. Đó. Đây, chỗ này nếu mà lâu lâu mình qua đây mình ngủ á thì mình cũng ngồi ở đây mình làm việc, có cái bàn rất là thoải mái luôn. Ok, thì cái này là cái phòng ngủ cho một cái homestay. Thì các bạn nào muốn làm cái phòng giống như thế này thì có thể liên hệ xưởng làm mộc để thi công. Đây đó. Đây đó. Công ty này cũng của Thích Làm Mộc luôn ha. Bên đây là phòng Finance Zone Accounting, gọi là hành chính nhân sự. Cái nhân sự chưa bỏ vô thôi, nhân sự chuẩn bị bỏ vô. Đây đó, để các bạn thực tập nè. Thì phòng này thì nó sẽ có 4 chỗ để làm việc đó. Đây còn biết cái chỗ cái toán trưởng nè, bạn nào muốn làm cái toán trưởng thì vào đây làm.
Cái này thì tại kế toán trưởng mình có bầu sắp đẻ rồi nên là nghỉ, mình phải tìm người mới. Đây là cái bàn trống thì cho các bạn bên tới đang làm đó. Thì phòng này cũng là một trong những cái phòng đẹp nhất công ty luôn, rất là thoáng. Tóm lại là ok. Khu vực phía ngoài này đó là khu vực sinh hoạt chung. Khu vực này thì mình có thuê bếp để nấu ăn. Một ngày thì nấu ăn buổi trưa và ăn luôn buổi tối. Đây, đây là cái bếp của mình. Thì hiện tại cũng chưa sử dụng hết đó. Thì khu vực này thì có hai cái bàn. Này buổi tối ở đây làm việc thì cực kỳ thoải mái luôn. Tại vì nó rất là mát. Hiện tại bây giờ là đã mát rồi. À, đây là cái sân thượng. Thì mình có trồng rau thủy canh. Cái rau này mình trồng tại vì mình thích, mình là người thích trồng cây, trồng rau. Ăn mấy đợt rồi, giờ dạo này không có thời gian trồng. Mọi người thấy cải nè. À, tươi xanh ha. À, mình đang trồng lại đây. À, trồng lại nè, nó lên. Trồng này thấy vậy thôi cũng mất thời gian cũng chết luôn. Đây. À, cái này khu phía dưới khi mình làm chỉnh sửa cái nhà này thì mình muốn có một cái không gian xanh thì ok, mình nghĩ trồng rau mà vừa ăn được mà vừa xanh đó, trồng rau đó. Chỗ này thì mình cũng hay tổ chức party tiệc tùng này nọ thì công ty bên đây làm không bị trời mưa. Rồi đây là không gian cuối cùng mình sẽ dắt anh em thôi. Video này thì mình muốn làm nó đơn giản nhất, không có chỉnh sửa. Đây thì cho mọi người xem cái cầu thang mình vừa đi lên. Đây, đây là một cái cầu thang cuốn ha. À, đây mình nhìn xuống dưới nè. Rồi, nhưng mà hồi đầu tiên khi mình làm cái nhà này thì mình có giới thiệu anh em là một không gian để tập tạ, tập thể dục. Hiện nay mình đã làm xong. Tính lại là cũng không có người tập nên mình không đầu tư nhiều, chủ yếu là mình và một số anh em đam mê tập thôi, còn mấy đứa nào làm biến thôi. Cái bàn này đem lên để review. Cái không gian này định set up để làm một cái chỗ review thực tế nhưng mà cũng chưa thời gian làm nữa, nhiều việc quá. Đây ra thị canh là ăn được hết rồi đó, cải nè. À, thì cái thị canh này chủ yếu là chúng ta ăn mấy cái rau sống thôi. Rồi đó, còn nhiều chuyện để làm đó. Rồi khu vực phía ngoài này nó tuyệt vời luôn. Đây mình trồng cà chua đó nè. À, mình trồng cà chua. Trồng mấy cây này mình chủ yếu trồng để cho vui thôi, chứ biết là đi mua thì nó ăn còn nhanh hơn. À, đây rau cải này, cái đợt này mới trồng, cái đợt này trồng ngoài này tốt. Cái này tầm khoảng một tuần nữa là mình sẽ có ăn. Đây trồng bắp nữa. Anh em nào mà thích về trồng cây á thì có thể bảo mình làm đó. Mình là một người rất thích trồng cây. Là ở công ty này chưa có một người nào mà thích trồng cây với mình, toàn của mình trồng thôi đó. Chỗ này bữa trước có trồng mấy cây dưa leo tốt quá trời luôn, đang ra trái cái bữa điều quê cái không có tưới cây kịp cái nó chết hết rồi. Đây có trái nè. Thấy được à? Thì đây là cái không gian phía bên ngoài thì mọi người thấy nó rất là thoáng mát. Có cái dù này để lâu trời mưa thì bật lên thôi. Đó, thì này mình nhìn thẳng qua đó là nhà văn hóa ha. Đó, anh em thấy thì cái góc nhìn này, cái góc này cũng rất là đẹp. Cái này nó chỉ dướng cái nhà này thôi. Uổng là dướng cái nhà này, nếu không dướng cái nhà này thì sẽ nhìn được rất là xa khu vực Tân Bình, Gò Vấp. Rất là xa đó, gần như là bao quát luôn ha. Chỉ có một số chỗ nó hơi phức nè, cây bầu mình trồng này. Mình trồng biết bao lâu luôn mà không có trái được. Có trái cái nó héo hết trơn à. Trái cái nó héo hết trơn tại vì nó thiếu dinh dưỡng á. Mặc dù mình đã trồng một cái chậu rất là lớn rồi mà thôi, không có trái thì coi như làm cảnh. Này ớt, mình trồng ớt mình ăn cho mọi người xem, có trái ớt có chín nè. Đây có trái ớt chín nè. Ok à, ngày nào mình cũng ăn hết á.
đây cây cải đang trồng. Ở đây có trồng cái chai khổ qua chín khô luôn nè. Trời ơi, ôi cái con gì nó ăn hết trơn hột rồi. Mình định để cái này làm giống bà cha nó thiệt chứ, thiệt là nguy hiểm mà. Con gì nó ăn chắc như chuột quá. Đây mình thích trồng cây lắm, có cây dưa hấu đó. Đây đang trồng dưa leo đó nè, dưa leo thủy canh, cái này gọi là khí canh, thì cái này nó đang rất là tốt, hy vọng là nó không bị trục trặc. Đây đang có trái nè, thấy không, trái nhỏ nhỏ nè, đang cho nó bò qua cái vàng này cho nó mát đó. Bên này thì mình đang trồng cái xong cái thùng này thì mình đang trồng gì ta, càng cua, trồng càng cua trong đây nè, đẩy nắp sợ nó ấy, đây nó lên nè, đang lên nè, lên phúng phúng quá trời luôn kìa. Ok, đó là tất cả những không gian mà mọi người thấy hồi nãy giờ mình quay cho anh em đầy đủ luôn ha. Thì bên công ty mình đang tuyển nhân sự rất là nhiều, tại vì mình cứ mấy công ty mà, thì mọi người đây nãy giờ thấy mỗi công ty thì cũng cần nhân sự hết. Thì hai như xưởng thì mình đang cần thợ sản xuất nè, là một nè, mình đang cần mình đang lập một cái đội để làm công trình thô chẳng hạn như là thợ xây á, thợ xây và sửa chữa nè, rồi mình cần người thiết kế nội thất nè, thiết kế đồ họa nè, rồi thiết kế sản phẩm nè, đó mình đang cần như vậy. Còn nếu ở bên công ty Target thì đang rất là cần các bạn lập trình viên nè, đang cần các bạn thiết kế về UI UX nè đó. Còn bên Ruba Solution thì đang cần các bạn làm về marketing nè, social marketing nè, đó làm về media truyền thông YouTube vân vân. Còn Solomon thì mình đang tuyển các bạn làm việc ban đêm, marketing cũng ít rồi đó, như là bán hàng nè, xây dựng content nè, thiết kế tạp chí nè, vân vân, rất nhiều thứ. Ok đó, anh em nào thích trồng rau, bạn bè nào thích trồng rau thì đến đây với mình à, mình rất thích trồng rau và ăn rau. Ok các bạn, anh em xin chào anh em, welcome to Lâm Mộc.